xin đại diện cho Trung tâm Thúy Nga và tất cả anh chị em nghệ sĩ, kính gửi lời phân ưu đến gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng, chị Bảo Yến, Khải Ca và Bảo Châu. Rất tri ân sự đóng góp của nhạc sĩ Quốc Dũng đến với các chương trình Paris by Night và chương trình Music Box. Không biết nói gì hơn, khi nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời, Thi và Thủy rất là đau lòng vì không có về được Việt Nam để dự lễ cầu siêu. Nhưng với tất cả lòng thành và lòng biết ơn của Trung tâm Thúy Nga với những đóng góp của nhạc sĩ Quốc Dũng vào kho tàng âm nhạc của Việt Nam, chỉ biết nói lời tạm biệt và xin thành kính phân ưu, xin kính tiễn biệt anh, nhạc sĩ Quốc Dũng, một người nhạc sĩ được biết bao nhiêu người thương mến, từ các ca sĩ, các bạn, các nhạc sĩ trong hành nghề. Mong linh hồn anh được yên nghỉ, thành kính phân ưu. Đêm nay lặng lẽ sương mù về răng trên mảnh tình quê, có ai buồn để chất chứa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ thôi rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương vận bao nỗi sầu. Con kính tiễn chú nhạc sĩ Quốc Dũng. Chú là một ký ức và một tuổi thơ lớn đối với con. Năm con 10 tuổi khi mà con rời quê hương, thì hành trang con mang theo là một cuốn cassette của cô Bảo Yến. Thì trong cuốn cassette này có 20 bài. Con đã nghe những bài Chuyện Ba Người, Chuyện Hợp Tang, rồi Lối Thu Xưa. Rồi sau này con còn được nghe nhiều bài lắm. Con đang ở Mỹ, con nhận được tin buồn. Con rất là tiếc nuối và con kính tiễn chú đi về một nơi bình yên. Và Quang Lê xin chia nỗi buồn này với chị Bảo Yến và gia đình. Và con cảm ơn chú đã để lại nhiều ký ức đẹp cho tuổi thơ của con và cho thế hệ bây giờ và tương lai nữa. Xin chia buồn cùng ạ. Nhân ngày lễ cầu siêu linh cữu của nhạc sĩ Quốc Dũng, Minh Tuyết không thể về Việt Nam để đến tiễn đưa chú lần cuối. Cho phép Minh Tuyết đứng tại đây gửi lời chia buồn cùng gia quyến và cô Bảo Yến, và cũng cho phép Minh Tuyết xin tiễn đưa chú chặng đường cuối bằng lời ca tiếng hát của mình, qua bài hát mà chú đã sáng tác và Minh Tuyết đã may mắn được trình bày trong Paris by Night. Bài hát được mang tên Thoát Ly. Thôi mình đi, còn trông chờ chi, kỷ niệm chi thêm xót xa mà thôi, mộng đã tan rồi. Quên sâu đi, còn đâu biệt ly, chỉ cần một giây thoát cơn khổ đau, mình sẽ bên nhau. Mơ mà chi, còn mơ làm chi, miệng đời độc cay đã xô ta dần đi vào ngõ tối. Bao cuộc vui đến trong phút giây mà thôi, cũng tan dần mãi theo dòng đời. Kính thưa Thượng tọa Thích Nhật Từ, xin chào thân bằng quyến thuộc gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng và chị Bảo Yến. Kính thưa quý đạo hữu, tôi Võ Tá Hân, một người bạn của anh Quốc Dũng từ hơn 60 năm nay, khi chúng tôi cùng học tại trường quốc gia âm nhạc vào đầu thập niên 60. Vì hiện ở Hoa Kỳ, cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, tôi không thể có mặt tại buổi tưởng niệm hôm nay,
nên tôi chỉ xin mượn cái video này để chia sẻ một vài kỷ niệm với anh Quốc Dũng. Báo chí trong nước cũng đã nói rất nhiều về những sáng tác của Quốc Dũng, nhưng riêng tôi thì muốn nhấn mạnh đến ba điểm đặc biệt về nhạc sĩ Quốc Dũng. Trước hết, Quốc Dũng là một thiên tài âm nhạc theo đúng nghĩa của nó. Ngày cùng học tại trường quốc gia âm nhạc thì tôi học guitar với giáo sư Dương Thừa Tước, còn Dũng thì học mandolin, nhưng chúng tôi cùng học nhạc lý, cùng lớp với thầy Nguyễn Cầu trong nhiều năm. Thì điều đặc biệt mà tôi còn nhớ cho đến ngày nay về Quốc Dũng là anh ấy có một cái lỗ tai âm nhạc xuất chúng. Mỗi lần đến giờ chính tả âm nhạc thì Quốc Dũng chỉ cần nghe thầy Nguyễn Cầu đàn một lần, dù cho sau này lên lớp trung đẳng, cao đẳng, các hợp âm rất phức tạp thì Dũng chỉ cần nghe một lần là có thể chép ngay ra, trong khi tụi tôi thì phải nghe ít nhất 3-4 lần mà cũng chưa chắc là chép đúng nữa. Thì Quốc Dũng giỏi đến nỗi mỗi kỳ thi thì thầy Nguyễn Cầu bao giờ cũng bắt Dũng phải ngồi cách xa các bạn trong lớp vì sợ bị copy. Điểm đặc biệt thứ hai đối với tôi thì Quốc Dũng là một trong những người tiên phong giúp nâng cao chất lượng hòa âm phối khí cho dòng nhạc Việt Nam qua việc thành lập các phòng thu chuyên nghiệp. Sau khi rời quốc gia âm nhạc thì chúng tôi mỗi người một đường, Dũng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, còn tôi thì rời Việt Nam sang Hoa Kỳ du học và trở thành một ngân hàng gia quốc tế. Thì một trong những nhạc phẩm đầu tiên mà Quốc Dũng đã thâu cho tôi là bài Rất Huế do Bảo Yến hát, thật xuất sắc. Phong cách hòa âm và phối khí của Quốc Dũng mang màu sắc Tây Phương với ảnh hưởng của Paul Moria, nhưng đồng thời cũng pha đậm ảnh hưởng dân ca Việt Nam. Quốc Dũng phối nhạc rất công phu và mỗi tác phẩm là một bài khác biệt, và anh nâng niu trân quý từng tác phẩm mà anh đã thực hiện. Giờ đây nghe lại những bản nhạc mà thâu trước 75 á, thì chắc chắn là chúng ta cũng thấy là có một sự khác biệt hoàn toàn. Cùng với thế hệ các nhạc sĩ trẻ, Quốc Dũng đã đưa kỹ thuật phối nhạc Việt lên một trình độ cao hơn. Điểm thứ ba mà tôi muốn tôi nhắc đến về Quốc Dũng là anh đã đóng góp rất nhiều trong việc phát triển âm nhạc Phật giáo. Với Quốc Dũng thì nếu không phải là một người có tâm đạo với trái tim Bồ Tát thì anh không thể nào thực hiện được những tác phẩm Phật giáo đầy đạo vị, giúp chuyển tải lời dạy của Đức Phật bay thật xa đến quần chúng trong suốt hơn 3 thập niên vừa qua. Xin thành thật chia buồn cùng chị Bảo Yến trước sự mất mát lớn lao này, và xin nguyện cầu hương linh anh Quốc Dũng được vãng sanh miền Cực Lạc. Xin kính chúc Thượng Tọa Thích Nhật Từ Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Đạo sớm viên thành, như ý tự tại. Xin chúc quý đạo hữu thân tâm an lạc. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý Phật tử, kính thưa gia đình nhạc sĩ Quốc Dũng và kính thưa các anh em bạn bè đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi lên đây cũng xin chân thành cảm ơn Trung tâm Thiên Nga đã phối hợp với Chùa Giác Ngộ tổ chức một lễ cầu siêu nhạc sĩ Quốc Dũng. Đây là một cái ngữ rất là quý báu trong anh em nghệ sĩ chúng tôi, xin chân thành cảm ơn. Tôi xin chia sẻ một ít cái kỷ niệm với anh Quốc Dũng thôi, chứ ra là tôi không gặp anh Dũng là gần 20 năm nay rồi. Từ lúc ảnh lui và ở ẩn là anh em tôi ít khi nào gặp trong làm việc lắm, mà chỉ gặp ngoài quán cà phê thôi. Mà tôi cũng thường xuyên quan tâm tới sức khỏe anh Quốc Dũng, thì trước khi ngày anh Quốc Dũng mất 1 tuần lễ thì tôi có dịp gặp ảnh, chứ có chụp hình chung với ảnh, lúc đó là ảnh đã yếu lắm rồi, nhưng mà ảnh cũng giấu. Thì mình biết qua vậy thôi, chứ thực ra mình không được gọi là trực tiếp mình chia sẻ những cái bệnh hoạn của ảnh được, tại vì đó có gia đình lo rồi. Thì ngày nay cái tên Tiến Luân này có đây thì một công là nhờ phần lớn là anh Quốc Dũng. Thì cơ duyên của tôi đến với Quốc Dũng á, là bạn bè trước học hỏi rồi đi văn nghệ. Sau khi đi làm đó thì anh Quốc Dũng anh dạy tôi, đào tạo tôi từ không biết gì cho đến biết gì, và nên có cái danh ngày nay đó là công ơn rất lớn anh Quốc Dũng. Tôi rất là chân thành cảm ơn. Cái thứ hai, trong cuộc sống anh Quốc Dũng rất là bình dân, chia sẻ với mọi anh em, chia sẻ đồng nghiệp. Tất cả anh em nhạc công, nhạc sĩ đều mà làm việc cho anh Quốc Dũng đều rất là thích. Tại sao?
Tại vì anh Quốc Dũng là một nhạc sĩ tài hoa, ai có cơ duyên làm với ảnh là cái nghề mình sẽ tiến lên, tiến bộ rõ ràng. Và ảnh chia sẻ rất là hào phóng. Tôi đơn cử thí dụ như hồi mà Việt Nam mình mới nhập cái keyboard về cái đàn ọt đó, thì chưa có tiếng trên sáo bầu. Thì anh Dũng anh khám phá rồi cái tiếng trên sáo bầu, anh chia sẻ miễn phí cho toàn bộ Việt Nam rồi cả thế giới luôn đó xài. Trong cuộc sống thì anh Dũng rất là ít nói, nhưng mà thực ra tâm ảnh rất là tốt. Anh bao bọc, anh che chở, em út đệ tử, những người nào đã biết anh Quốc Dũng rồi hoặc là không biết anh Quốc Dũng đều có cái cảm tình với anh. Cái cảm tình rất đặc biệt, do anh không nói nhiều nhưng mà thật ra tâm hồn anh rất rộng mở. Thậm chí là sau này tôi biết là những lúc mà làm ở nhà hát Bình khoảng 10 năm trời, anh Quốc Dũng anh tâm sự với tôi nói là cái lương của anh là anh chỉ chia sẻ hết rồi sáng nào cũng có người gọi là xưng là gia đình của nhạc sĩ mà khó khăn đó là anh móc túi anh chia sẻ hết. Nhưng mà bù lại trong cuộc sống anh rất là hà tiện. Nhưng mà về chia sẻ cộng đồng thì anh rất là hào phóng. Thực ra đó là anh Quốc Dũng đó, giống như thầy Nhật Từ nói là nhạc sĩ rất tài ba. Ngoài sáng tác anh là một thầy về hòa âm. Những nhạc công, anh em nhạc công mà có cơ hội làm việc với anh Quốc Dũng thì đều có anh định riêng ảnh là một trường phái Quốc Dũng, phối ví dụ dùng nhạc trên sáo bầu. Cho nên ai cũng cảm kích anh Dũng, mặc dù học trực tiếp hay là học gián tiếp đều kêu gọi anh là thầy, mặc dù anh không xưng thầy với ai hết. Còn về cái đời thường của anh thì anh cũng rất bình dân, rất thích bạn bè, nhưng mà anh không có cơ hội để đi chơi với bạn bè. Từ lúc mà anh về ở ẩn thì coi như là bị rất hạn chế rất nhiều. Cho nên chỉ biết qua show thôi hoặc như thế này thôi, sau này sức khỏe anh cũng kém rồi. Cho nên chúng tôi không gặp được nhiều. Thì đối với riêng tôi, cá nhân tôi, tôi rất mang ơn nhạc sĩ Quốc Dũng rất nhiều. Cho nên cũng chỉ kể, chia sẻ chút xíu là thôi, chứ không có làm mất giờ. Thì quý vị gì, xin cảm ơn. À, kính thưa quý vị, bảo tôi cái nghề nhạc là cái nghề phụ, cái nghề chánh mới là nghề ảo thuật. Thật ra có nhiều kỷ niệm với nhạc sĩ Quốc Dũng. Ngày trước khi Bảo Thu có một cái lớp dạy ảo thuật ở đường Nguyễn Cái Chân á, thì Quốc Dũng lúc đó đang học ở Quốc gia Nhạc Viện về môn mandolin, thì có đến học ảo thuật. Quốc Dũng thì hay tìm tòi và thích học nhiều loại nhạc cụ cũng như nhiều loại cái bộ môn nghệ thuật khác. Thì cái hôm cái Quốc Dũng đến thường xuyên học, nhưng mà vì Quốc Dũng là có cái tánh hay tò mò đọc mạch đủ thứ đó, Quốc Dũng dọc mấy cái điện thoại điện tử hồi xưa đó bị điện giật nên cái ngón tay phải này nó bị cong thế này, thành ra học ảo thuật thì hơi khó khăn một chút. Thì chúng tôi nhớ một cái kỷ niệm nhớ hoài là có lúc đó Bảo Thu đã sáng tác nhạc và đi chơi ăn nhậu với các bạn bè, thì cái hãng Dĩ Việt Nam mới đang đó gọi nói là bây giờ hôm kỳ này mùa xuân này có một cái dĩa ra, một cái dĩa 45 tour có 4 bài, 2 bài nhạc xuân của Phạm Duy, 1 bài của Bảo Thu là Mai Vẫn Còn Xuân, bây giờ còn thiếu 1 bài nữa. Bây giờ Bảo Thu đưa gấp cái bài xuân để kịp ra cái dĩa cho cái Tết đó. Thì Bảo Thu mới nhà phát hành dĩa Việt Nam mới đưa tiền trước luôn, rồi ngồi đang nhậu tối về cái ngủ quên đi. Nhưng mà sáng hôm sau đang ngủ thì Quốc Dũng đến nhà cái thầy gọi dậy, thì nhờ như vậy mà có một cái sáng tác đột xuất là xuống dạy ảo thuật cho Quốc Dũng. Thì vừa dạy mình mới chợt nhớ lại là đang nói về nhạc ấy, nhớ lại là đang còn nợ của hãng dĩa Việt Nam một ca khúc xuân. Thì vừa dạy ảo thuật mà vừa sáng tác cái bài Nếu Xuân Này Vắng Anh, mà không ngờ cái bài đó lại được nhiều người yêu thích. Thì một kỷ niệm của Bảo Thu đối với Quốc Dũng như thế. Và tánh tình Quốc Dũng thì rất là mềm mại, nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ và được hầu hết cảm tình của các người đối diện. Và sau này nữa, một kỷ niệm đến cái năm 73-74 đó, thì nhạc sĩ Quốc Dũng đã đi đờn đến guitar vào các phòng trà để sinh nhai. Thì lúc đó là Quốc Dũng có một người vợ hình như là tên Thủy, lúc đó vợ đầu tiên đó, thì Bảo Thu giúp đỡ cho ở trong nhà Bảo Thu,
Bảo Thu ở cái nhà số 62 Trần Hưng Đạo, đối diện đó là cái phòng trà rít. Lúc đó Bảo Thu phụ trách phòng trà rít đó với ban nhạc Nguyễn Anh Chính và gài thêm Quốc Dũng. Nguyễn Anh Chính thì đờn piano, Quốc Dũng thì đánh guitar. Lúc đó thì Quốc Dũng rất là khó khăn, thì Bảo Thu phải cho Quốc Dũng mượn cây đàn guitar và cái ampli. Và sau đó thì coi như là vừa bán vừa tặng đứt luôn cái đàn và cái ampli đó để làm trong phòng trà do Bảo Thu phụ trách. Đó là cái phòng trà Rít nằm ở đường Trần Hưng Đạo, đối diện 62 chỗ Bảo Thu ở. Thì có rất nhiều cảm tình, có nhiều kỷ niệm với Quốc Dũng. Bây giờ thì nếu mà nói nhiều quá, quý vị ở đây có thể là sẽ nhàm chán. Bảo Thu chỉ nói một cái điều là Quốc Dũng rất có nhiều tài nghệ, ham học, tìm tòi và có thể nói là một cái tài danh có 102. Và bây giờ, mặc dầu Bảo Thu lớn hơn Quốc Dũng, cũng từng là thầy của Quốc Dũng về cái bộ môn ảo thuật, nhưng lúc nào cũng mến chuộng, ái mộ Quốc Dũng. Và Quốc Dũng cũng đã từng làm hòa âm phối khí cho Bảo Thu khoảng gần 100 bài. Không phải hẳn nhạc của Bảo Thu, mà là lúc đó Bảo Thu biên tập cho cái trung tâm ban nhạc ở Bafaco đó, thì Bảo Thu biên tập nhiều nhạc sĩ lắm. Thì tất cả nhạc của Bảo Thu là đa số là 80% là đều nhờ Quốc Dũng và âm phối khí làm nhạc. Trong đó thì có tiếng lưng đánh bass ở đó. Và không có gì hơn là hôm nay xin trước hương linh hồn của Quốc Dũng, xin thành thật chia buồn cùng gia quyến của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và xin cảm ơn tất cả quý vị hiện diện hôm nay. Con kính thưa chư thầy, kính thưa gia đình của anh Quốc Dũng, kính thưa toàn thể quý vị đang hiện diện ở đây, thưa các người anh, những nhạc sĩ đàn anh cùng với anh Quốc Dũng là đàn anh của chúng em. Con xin đọc một cái bài viết của một người bạn rất thân thiết với anh Quốc Dũng, từng cộng tác rất là nhiều với anh Quốc Dũng, là anh Nguyễn Đức Cường. Anh là nhà thơ, là nhạc sĩ, là MC, và anh cũng có là ca sĩ luôn. Thì hiện tại bây giờ thì anh ở Hoa Kỳ, cho nên là khi mà nghe tin anh Quốc Dũng mất thì anh cũng như mọi người rất là đau xót. Và anh đã viết một cái bài này ở trên Facebook của anh. Thì nói là bài cảm nhận hay là gọi là hồi tưởng thì đúng hơn, tại vì anh sẽ kể những cái kỷ niệm giữa anh với anh Quốc Dũng. Con xin phép được đọc bài viết của anh Nguyễn Đức Cường. Đôi dòng tâm tư về nhạc sĩ Quốc Dũng. Các bạn thân, vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Hai 25 tháng 9 năm 2023 tại Sài Gòn, tang lễ nhạc sĩ Quốc Dũng đã bước đến những phút thật sự cuối cùng là hỏa táng. Từ Cali, nhìn về bên kia bờ đại dương, tôi tự hình dung mình đang đứng đâu đó thật gần, lặng lẽ nhìn những đợt khói dâng lên mỗi lúc một cao, rồi lan tỏa bốn phương trời. Những đợt khói mang theo cát bụi từ hình hài người bạn thân yêu. Tôi chợt cảm nhận những hạt bụi ấy không hề vô tri vô giác, mà đang mang theo từng khoảnh khắc đời người. Trong từng khoảnh khắc sống động ấy, không chỉ là tình yêu Quốc Dũng dành cho âm nhạc, mà còn là tình yêu hướng đến gia đình, những người hâm mộ, những đồng nghiệp, những thế hệ đàn em, và rộng hơn nữa là con người. Một duyên lành đã đẩy đưa chúng tôi trở thành bạn hữu, khiến tôi có nhiều cơ hội là chứng nhân về một cuộc đời có quá nhiều thành tựu. Các bạn hẳn đã biết nhiều về Quốc Dũng trong âm nhạc, qua các hệ thống truyền thanh, truyền hình, báo chí, các trung tâm ca nhạc và cả những lần công diễn ngoài trời hoặc những thính phòng ấm áp. Nhưng với riêng tôi, những ấn tượng sâu sắc nhất về anh lại là cuộc sống đời thường. Một buổi chiều mùa thu năm 1995, Quốc Dũng chợt đến nhà tôi mà không hẹn trước. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất
là khi anh nói với một nụ cười rất tươi: "Hôm nay tôi hạnh phúc lắm." Pha xong hai ly cà phê, sau khi nếm vài ngụm, tôi mở lời: "Kể tôi nghe Dũng hạnh phúc điều gì?" "Lúc nãy tôi đến nhà Quyền Trống để dặn vài việc cho show buổi tối tại nhà hát Hòa Bình. Khi đang ngồi trong quán nước cạnh nhà Quyền, tôi chợt thấy một phụ nữ từ đầu hẻm vừa đi vừa khóc lóc. Quyền gặng hỏi thì chị cho biết tôi mới gom được 100.000 đón xe lam vào Chợ Rẫy để mua máu truyền cho chồng tôi vừa bị thương nặng do tai nạn xe cộ. Nhưng chưa đến nơi thì bị móc túi mất hết rồi. Dũng kể tiếp: "Tôi lục túi còn được 150.000, bèn đưa ngay cho chị ấy 100.000. Và anh Cường mở ngoặc muốn giải thích, 100.000 vào lúc đó nó tương đương với 100 Mỹ Kim, tức là nó vào khoảng hơn 230.000 bây giờ. Là lúc đó anh Dũng là trong túi có 150.000 thì đưa cho chị ấy, tặng cho chị ấy 100.000. Và hối thúc chị trở vào bệnh viện ngay đi. Nhìn thấy chị rối rít cảm ơn rồi xoay mình bước nhanh về phía đầu ngõ, lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả. Từ lúc thân nhau cho đến chiều hôm ấy, chưa bao giờ tôi thấy mặt Quốc Dũng tươi tắn hồn nhiên và trẻ thơ đến thế. Một lần cũng vào năm đó, ngay sau khi nhận được tiền tác quyền từ Trung tâm Thúy Nga, Dũng đi mua gần 100 thùng mì, rồi đích thân chở từng đợt đi khắp thành phố Sài Gòn, đến từng chiếc lều của những người vô gia cư trao tặng. Bên cạnh đó, tôi nhớ mãi rất nhiều lần Dũng gom góp tiền để dành và thời gian đi mua nhiều túi ngủ, trao tặng cho những gia đình đang lây lất sống trên các vỉa hè thành phố. Tôi lại càng không thể quên đã nhiều lần Dũng thổ lộ một ước mơ: "Tôi mong mình có thật nhiều tiền để xây một bệnh viện miễn phí thật lớn dành riêng cho những người nghèo." Giấc mơ ấy có quá lãng mạn hay không? Tôi không hiểu, chỉ biết rằng Dũng đã nói tự đáy lòng. Và còn rất nhiều câu chuyện để tôi nói về Quốc Dũng. Một bậc tài hoa trong âm nhạc, một cuộc đời đẹp đẽ trong cõi nhân sinh. Ai cũng có cho riêng mình nhiều ước mơ, Quốc Dũng chỉ có hai thôi: một dành riêng cho những người yêu nhạc, và hai dành riêng cho những kẻ khốn cùng. Suốt đời Dũng chỉ mong sao mọi người quanh anh được hạnh phúc. Tôi chợt thầm nghĩ, như mọi người thường nghĩ, chúng ta đến với cuộc đời để sống, để thương yêu và trả nợ. Quốc Dũng đã đến và đã lặng lẽ đi, đã sống, đã sòng phẳng trả nợ cho đời. Và ngược lại, tôi không biết có ai nợ anh điều gì hay không, nhưng tôi biết rõ một điều: tôi là người nợ Quốc Dũng, vì anh đã cho tôi hiểu thế nào là tình bạn tâm giao. Nguyễn Đức Cường, ngày 26 tháng 9 năm 2023. Con xin cảm ơn chư thầy, con xin cảm ơn quý vị.